Nhật Khánh kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Nối kết yêu thương. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng chương trình Nhịp tim Việt Nam thuộc tổ chức Vina Capital Foundation thực hiện. Chương trình hy vọng sẽ tạo nên một nhịp cầu nối kết những tấm lòng nhân ái trong xã hội với những trường hợp trẻ em không may mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn cần được giúp đỡ. Và bây giờ, kính mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình kỳ này. Lúc mà biết tin bé bị mổ thì ý là cũng là số tiền lớn với gia đình em, để bác sĩ hỏi là có đủ khả năng không thì gia em cũng có khả năng, tại vì nguồn thu nhập chính của em là chồng em thì làm nông á, làm thuê làm vườn cho người ta, còn em thì từ lúc mà bé bị tim á thì cũng ở nhà chăm bé chứ cũng không dám thả bé, sợ bé có nhiều cái vấn đề xảy ra. Thì lúc đó thì nói chung là gia đình cũng hoang mang, cũng lo, nhưng mà nhờ hội bảo trợ với lại nhờ các bác sĩ dưới này hướng dẫn á nên cũng được hỗ trợ một phần nào đó, thì bọn em cũng mừng. Những giọt nước mắt chất chứa lo âu dành cho con, những giọt nước mắt trong hạnh phúc vì con đã được cứu chữa. Lúc này đây, khi cảm xúc vỡ òa, nước mắt là điều tất yếu để giải bày tâm sự. Bé Triệu Mẫn được chẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh ngay từ khi lọt lòng. Gia đình cũng nhiều lần đưa con đến bệnh viện thăm khám, nhưng chi phí điều trị lên đến gần 100 triệu khiến gia đình không thể giúp con gái được phẫu thuật. Vừa qua, trái tim non lỗi nhịp của cô bé con đã được chữa lành thông qua đóng góp của các học sinh trường mầm non Tico Montessori thông qua chương trình Nhịp tim Việt Nam của Vina Capital Foundation, VCF. Thay mặt cho cả gia đình em cảm ơn rất nhiều đến chương trình Nhịp tim cho em và là với trường Kiko. Em cảm thấy rất biết ơn đến tất cả mọi người đã hỗ trợ để giúp đỡ cho con em được khỏe mạnh như ngày hôm nay. Đối với bản thân tôi, khi người thực hiện chương trình trong khám sàng lọc cũng như mổ tim của Bệnh viện Tim Nam Đức với các nhà tài trợ, đặc biệt trong đó là có VCF, thì cảm nhận đầu tiên là tôi thấy tôi có thể truyền được một phần cảm hứng đến rất là nhiều người. Và thông qua đó thì tôi được làm việc với rất là nhiều bạn bên VCF. Họ có rất là nhiều động lực cũng như tình cảm đến với những trẻ em hay những người dân mà chúng tôi có cơ hội đi qua những nơi để khám sàng lọc. Và sau đó thông qua những cái chương trình thì những bé không may mắc bệnh tim cũng lại được VCF cũng như các đơn vị khác kết nối để tạo điều kiện đưa về Bệnh viện Tim Nam Đức phẫu thuật có tài trợ. Thì một cái hoạt động ý nghĩa này tôi nghĩ nó thật sự rất là cần thiết trong cái giai đoạn trước đây và đặc biệt là hiện tại sau đại dịch Covid thì nó lại rất cần thiết nữa. Thì tôi hy vọng là VCF sẽ vững mạnh và tiếp tục đồng hành với mọi miền đất nước để giúp tất cả những trẻ em không may trên Việt Nam được cứu giúp, đem lại trái tim khỏe mạnh. Tập thể trường mầm non Kiko Montessori đã đồng hành với VCF từ năm 2018 chăm lo cho các bệnh nhi. Hàng năm, thông qua hoạt động hội chợ mùa xuân được tổ chức tại trường, các thầy cô giáo, phụ huynh và học sinh đã đóng góp cho chương trình Nhịp tim Việt Nam bằng việc bày bán các sản phẩm thủ công tại hội chợ để hỗ trợ cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh tim bẩm sinh. Năm nay, toàn bộ số tiền gây quỹ là 26.450.000 đồng đã được nhà trường gửi trao cho chương trình, góp phần mang đến hy vọng mới cho gia đình chị Ngọc Ánh.
Every year during the Tet holiday, the children make some arts and crafts, and then we invite parents to go to school, and the parents buy the products that the kids made with any price that they want to buy it. And the money that we collect is the one that we send here to help these children in Heartbeat Vietnam. The reason why we choose Heartbeat Vietnam is because we want to show the children how fortunate they are for having what they have right now and having a very fortunate family. So we want them to share to these kids here who needs help. And we also want to show our kids at Kiko that they should always learn to share what they have, and not just sharing financially, but also the skills that they have, like what they're doing now. They are teaching her how to color, how to read, and they are telling her some stories. So those small things will make this child very happy at the moment. So that's what we want them to learn, to share what they have to these children. Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình. Những học sinh trường mầm non Montessori với tinh thần tương thân tương ái đã cùng san sẻ yêu thương từ trái tim chân thành để chữa lành những trái tim non lỗi nhịp, giúp nhiều bệnh nhi như bé Triệu Mẫn có cơ hội sống để vươn tới một tương lai tươi sáng. I'm very happy that I meet you, and I hope you will be strong so we can meet again and play outside someday. I feel so happy that our kids at Kiko were able to see her, and I know that when they go back to school, they will bring along the stories with them and tell their friends in our school what they saw here, what they did here, and so with that, they can continue helping more children here. Vừa qua, trường quốc tế The America School TIS đã tổ chức sự kiện TIS Heartbeat Plaza nhằm gây quỹ cho chương trình Nhịp Tim Việt Nam. Các học sinh trong trường bằng việc hoàn thành các thử thách thể chất như chạy bộ, ném bóng nước, các trò khéo, v.v. để đóng góp, giúp đỡ cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, ngày hội cũng mang đến nhiều hoạt động thú vị như văn nghệ, thi đố vui, bốc thăm trúng thưởng, v.v. TIS mong muốn không chỉ cung cấp tri thức cho học sinh trên giảng đường mà còn giúp các em phát triển cả về thể chất lẫn tinh thần. We want them to participate in active challenges, to be active, to encourage them to do things, you know, to use their heart that we know other children don't have the possibility to do. So that's how we're trying to raise awareness of how important it is that these children have the surgery so they can be healthy as well. Em nghĩ là hoạt động thể chất ngày hôm nay là cần thiết cho sức khỏe của học sinh trường TIS cũng như là nó sẽ giúp cho học sinh có được nhiều hoạt động sau vui chơi sau giờ học, và đặc biệt là trong tuần này tụi em vừa mới đi kỳ thi giữa kỳ của học kỳ 2, nên là hôm nay vừa có trách nhiệm qua và hôm nay được một ngày vui chơi như vậy là cứ giảm bớt stress sau giờ học, với lại kiếm được một số tiền không lớn và cũng không nhỏ để giúp cho những em có bệnh tim sẽ được mổ. Và trong 5 năm ở đây thì em đi chắc khoảng 3-4 lần, và mỗi lần như vậy kiểu cảm giác của em nó mỗi lần tới bệnh viện cảm giác nó rất là luân hồi, kiểu như là vừa buồn cho các em nhưng mà vừa cũng vui vì mình có thể giúp ích được cho các em có được những ca mổ tim. Mỗi năm, trường quốc tế TIS đều tổ chức hoạt động gây quỹ với sự tham gia của tất cả học sinh từ bậc mẫu giáo đến lớp 12 và đội ngũ giáo viên. Các hoạt động thường niên của TIS nhằm nâng cao nhận thức về tim bẩm sinh, về chương trình Nhịp Tim Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần nhân ái, giúp chữa lành nhiều trái tim non lỗi nhịp. We're very proud to help with Heartbeat Vietnam. We feel very honored to be partnered with the charity and to be able to raise awareness and raise money for the children who are most in need. I think you can see today and throughout the years, all the students get involved in all the activities and they participate in the challenges, and it's all the same cause of trying to raise money, as much money as possible, for the disadvantaged children. And that money will go directly to the charity, which will directly pay for young adults or children to get better and improve their health. Về việc phối hợp của trường quốc tế Mỹ TIS và
Vina Capital Foundation và cụ thể đặc biệt là chương trình Nhịp Tim Việt Nam thì đã khởi xướng từ năm 2014 và cho đến nay sau 9 năm phối hợp cùng với nhau thì đã có 56 em bé đã được hỗ trợ phẫu thuật tim, và đó là một cái thành công và cũng như là một cái niềm tự hào của cái sự hợp tác giữa trường và chương trình Nhịp Tim Việt Nam. Và thông qua các hoạt động này thì không chỉ là nhằm có một cái sân chơi, có một cái không gian để cho các bé có thể nâng cao về cái sức khỏe tinh thần và một cái ngày hội cho các bé có thể trao đổi tham gia vui chơi, mà còn có thể đóng góp và hỗ trợ cho các ca phẫu thuật tim của các em bé mà đang cần phẫu thuật trên khắp Việt Nam. Và chúng tôi rất là trân quý và cũng như cảm ơn đội ngũ trường quốc tế Mỹ TAS cũng như là các thầy cô và các em học sinh từ các khối cấp thì đã đồng hành và đã hỗ trợ cùng với Nhịp Tim Việt Nam. Và cũng như là qua cái chương trình hợp tác này thì chúng tôi cũng muốn gieo một cái mầm nho nhỏ với các em để các em hiểu hơn về trách nhiệm cộng đồng của các em từ rất sớm, từ những cái lúc mà các em còn ngồi ở ghế nhà trường. I wish that they have the speedy recovery. I wish that they can get the surgery. I also wish that we are able to raise awareness enough that more people are aware about the charity and more people are willing to donate money in order for these children to have the surgery that they need. Thưa quý vị, với niềm tin rằng mọi trẻ thơ đều xứng đáng nhận được những điều tốt đẹp nhất, chương trình Nối Kết Yêu Thương hy vọng tất cả chúng ta sẽ cùng nỗ lực, cùng chung tay để thực hiện điều tưởng chừng khó khăn. Đó là không để một bệnh nhi mắc bệnh tim nào phải mất đi vì không được chữa trị kịp thời. Đến đây thì chương trình Nối Kết Yêu Thương xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình kỳ sau. 100% đóng góp của bạn vào chương trình Nhịp Tim Việt Nam sẽ được sử dụng trực tiếp giúp phẫu thuật cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh. Mọi chi tiết xin liên hệ Nhịp Tim Việt Nam số 14E21, đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, thành phố Thủ Đức. Điện thoại 028 3827 8787. Website vinacapitalfoundation.org.